Kính thưa quý vị, đêm qua tại ngã ba thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc xảy ra vụ án mạng khá nghiêm trọng khiến một nam thanh niên bị chém chết tại chỗ. Án mạng xảy ra sau khi một nhóm thanh niên mâu thuẫn dẫn đến ẩu đả và cuối cùng là truy sát lẫn nhau. Hôm nay, nhóm phóng viên của VTC đã có mặt tại hiện trường để tìm hiểu về vụ việc và đã được nghe các nhân chứng cũng như là thân nhân của nạn nhân kể lại sự việc kinh hoàng này. Nạn nhân được xác định là Nguyễn Minh Toàn, 26 tuổi. Ông Nguyễn Văn Mậu, bác ruột của nạn nhân cho biết, Toàn là người hiền lành, làm ăn chân chính, chẳng bao giờ gây gổ với ai. Vậy mà lại phải chịu một cái chết oan nghiệt như vậy. Toàn chết đi, để lại cho gia đình một người vợ và hai đứa con thơ, chẳng biết phải bám víu vào đâu. Cháu thì vẫn cứ ở nhà bình thường, vẫn sinh hoạt bình thường, đi làm bình thường, không có chuyện gì xảy ra. Ở nhà vẫn cứ đây bán hàng ăn thôi. Không, mới 21 tuổi đầu biết cái gì mà mâu thuẫn, đúng không? 27, 30 nhỉ? Không chỉ người nhà mà kể cả bạn bè cũng nhận xét nạn nhân Toàn là một người tuy có hơi nóng tính nhưng cũng không đi gây gổ đánh nhau với ai bao giờ. Chỉ là nếu ai đó động vào Toàn thì Toàn mới đáp trả lại. Xe mình đang đỗ ở đấy thì thấy có hai người kéo thằng bạn tôi tên là Toàn ấy, đi về đến ngã tư rồi. Thì thằng Toàn nhảy xuống xe và bảo thôi hai thằng mày đi về đi, để tao đi về. Khoảng tầm được 30 giây sau là có 3 người, mà có một người tôi biết tên là Thái thôi, cầm lái xe máy và chở hai người đằng sau thì chở xuống đến ngã tư ấy, thì bảo là kia nó kia rồi, thì đuổi theo thằng bạn tôi, thì thằng bạn tôi nó quay lại thì sự việc nó xảy ra nhanh quá, tôi chỉ nhìn thấy là trong vòng khoảng 15 giây thôi là hai bên va chạm vào nhau là đã đầu rơi xuống đất rồi. Nhìn những giọt nước mắt của người thân và đôi mắt đã đỏ hoe của đứa trẻ mất cha, không ai là không cảm thấy đau xót. Hiện tại, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã bắt khẩn cấp tạm giữ 2 trong 3 thanh niên liên quan đến vụ án mạng để điều tra, gồm có Trần Cao Thái, 23 tuổi, ở huyện Bình Xuyên và Nguyễn Văn Cường, cũng 32 tuổi, ở huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc. Người còn lại là Hoàng Đình Thu, 27 tuổi, ở huyện Định Hóa, Thái Nguyên, do bị thương nặng thì đã được đưa xuống Bệnh viện Việt Đức điều trị. Hiện Công an tỉnh Vĩnh Phúc cũng đã cử tổ công tác canh gác đối tượng này, được biết là nhóm đối tượng hoạt động cho vay và cầm đồ tại địa phương. Vụ án mạng xảy ra vào ban đêm nhưng khi biết tin đã có rất đông người dân tập trung tại hiện trường theo dõi công an khám nghiệm hiện trường. Một nhân chứng kể rằng thi thể của nạn nhân bị chia làm hai phần cách nhau khoảng 2 mét. Lúc công an khám nghiệm, trên tay thanh niên vẫn còn cầm dao bầu, cảnh sát phải gỡ từng ngón tay để lấy khung khí ra. Hiện vụ việc vẫn được công an Vĩnh Phúc điều tra làm rõ.